Đại Thành Châm Cứu Thuốc Bắc, trên 20 năm kinh nghiệm giúp nhiều bệnh nhân có những triệu chứng kinh niên đạt kết quả mỹ mãn, ho kinh niên đờm nhiều khò khè, chỉ bón xương đau rát đi cầu ra máu, phòng ngứa da mề đay, rụng tóc suy nhược mệt mỏi mất ngủ dễ bị cảm, chóng mặt nhức đầu chân tay lạnh, đau nhức phong tê thấp thần kinh tọa, xương nóng đỏ đau các khớp, phụ nữ sau khi sanh hoặc sảy thai, huyết trắng kinh nguyệt không đều, đặc biệt bào chế thuốc đóng gói tự động cho từng bệnh nhân. 7147991926